chào quý ông bà cô chú. Bữa nay thì Linh dắt mẹ với Út đi siêu thị Enmon. Thấy không, trong đây là bán quá trời đồ luôn. Nay có hai bạn ruột của Linh là anh An với anh Hải đi theo chơi. Ăn bánh nhiều mẹ. Ủa, thấy không, quá trời bánh luôn. Đây mình muốn ăn gì thì mình mua phiếu cho mình mua. Mẹ muốn ăn gì? Quanh đây nè, quanh đây nè, bánh nè. Mẹ muốn bánh gì? Nhìn bánh gì lạ lạ, mua gì dữ à. Mấy bánh này bữa không mua gì dữ hết rồi đó. Bánh này mềm quá à. Bánh lan mà nè, bữa con mua mấy cái này về dưới ăn nè. Ngon mà, hay trứng muối không? Cái này bánh bánh của hay. Bánh bía gạo lứt. Bánh này nè, bánh này nè, bánh này thử cái bánh này. Cái này trứng muối phải không? Đúng rồi. Cái này cũng có nè. Lấy cái này nha. Lấy lại cái này một cái nè. Út ao Út, lấy hai cái đi cho người một cái. Cái này là dưới 100 ngàn nên làm được đây. Bữa nay thì đi là sẽ được chọn những thứ mà dưới 100 ngàn. Đây là 49 ngàn là được chọn rồi đó. Được 49 ngàn đấy hả? Hai cái luôn hả? Cái thôi. Hai người hả? Hai người hai cái. Cái nào mà dưới 100 ngàn thì con được phép mua. Còn trên 100 ngàn là không có mua được. Cái này có dưới 100 ngàn không? Không biết. Trên 100 ngàn là không được nha. Út cứ đại đại lên đây đi. Anh Hải mua được gì không anh Hải? Cái này mười mấy ngàn nè, phải không? Dưới 19 ngàn. Dưới 100 ngàn là được quyền chọn đó nha. Mà trên 100 ngàn là bỏ lá ga đó nha. Loại chưa? Lấy đi. Đây hai chị đại đang lựa dữ rồi. Nè, đó. Rồi. Cái này là dưới 100 ngàn. Là 39.200 là mua được. Cái này cũng dưới dưới 100 ngàn. Rồi đi ra tính tiền. Cái tính tiền phần nào, tính tiền phần ấy cái này phải tính tiền. À, phần này có 14 ngàn, 15 ngàn. 15 ngàn vậy dưới 100 ngàn lấy cái này cho Bảo. Cái đó gì mình Bảo ăn, Bảo ăn. Bảo con ăn phải không? Ngoài lấy không? Lấy cái đồ gấp mẹ. Lấy đồ gấp. Ngoài gấp chưa? Lấy cái bánh trên Bảo rồi anh Hải. Lấy cái gì để gấp? Em không biết. Có lấy gì gấp không? Ở đây nè. Nói giận mẹ đi chứ con còn lúa không mẹ, nó con không biết nữa. Ủa gấp rồi lấy gì đựng? Rồi xong rồi ra mình tính tiền ta gói cho. Đúng là thế giới bánh cũng phải lạ rồi. Còn cái được rồi, đủ Bảo ăn được rồi. Rồi. Con cũng đi là con cũng không có vô mấy cái quầy này nữa. Bữa nay con Út với mẹ mới vô á. Ăn nào nữa không? Ăn donut không? Con bánh này không? Vậy cho con cái phần trắng. Màu trắng 7 ngàn. Đúng không? 7 ngàn lấy nhóc hết trơn, nhóc đổ chân. Nhóc hết trơn, rồi qua tính tiền, qua tính tiền. Tính tiền ở đâu vậy? Anh Hải đi đây thường, anh Hải biết, em cũng biết. Quay nào tính tiền đi hả? Bên đó kìa, bên đó kìa. À đi lại đây nè, lại đây tính tiền. Uống nước không? Uống khác nước không? Mấy trao lò thông thức cho mình thưởng thức tiền này thánh này luôn ạ. Chỉ có giá 30 đồng 3 cái luôn anh chị ơi. Về dưới gian anh Hải uống nè, rồi dưới 100 ngàn gì em. Có chương trình khuyến mãi cho mình luôn anh chị. Mình tranh thủ giá liền và bánh này luôn anh chị ơi. Mẹ uống, mẹ uống nè, lấy thêm chai nữa Hải. Về dưới gian này luôn hay là xong? Cái gì? Mẹ uống cái gì, mẹ qua mẹ lựa đi. Mẹ uống cái nào? Nè, chè dưỡng giang nè, nước sâm. Rồi lấy ngon nè. Rồi. Lấy gì Út? Chai nữa đi. Mẹ gì Út chai nè, mẹ chai. Anh Hải lấy thêm ra anh Hải. Lấy thêm chai nữa cho anh Hải chai. Gì Út chai nữa? Này là Bảo. Quay phim. Rồi, qua tính tiền. Ủa đi ra mất chỗ. Dĩu như bánh. Dĩu như bánh rồi, sớm ra cái hư cái bánh rồi. Trời không sao đâu. Ê, mình chơi cái trò này mình thấy cũng hơi căng à. Dưới 100 ngàn thấy cũng nhiều cái dưới 100 ngàn đó. Nhưng mà nhiều cái gồm lại hơi căng à. Bữa nay là đưa mẹ lên đi siêu
thị Enmon Bình Tân mới có ghé quầy đầu tiên thôi. Mẹ Linh với Út là được phép chọn những cái mà dưới 100 ngàn mới có quầy đầu tiên cỡ này nè cô chú các bạn. Dưới 100 ngàn mà. Ủa sao mà giờ anh chị chê tổng đại dồn lại xong dưới 100 ngàn rồi. Thôi, một cái... món là dưới 100 ngàn. 100 ngàn là dịp, một món dưới 100 ngàn là dịp. Đang đợi tính tiền. Cái này ngày thường không như vậy. Chị đó hả? Tới chắc dữ lắm. Cái này là mình trả tiền mặt vẫn được phải không? Không cần nhớ hả? Được rồi, trả tiền. Đó nó khai trương con như này của đối đó. Chị đó hả? Lúc con đại họ được dương. Dữ luôn á thiệt á. Thì mẹ cầm tiếp chưa? Nè mẹ bỏ lên gỗ đi. Thì ấy đi tính tiền đi mẹ bỏ tiếp. Nè cái này tính tiền rồi nè con. Một món. Đâu ăn cái nào nổi nữa đâu, mới ăn hồi 4 giờ mấy rồi. Hai giờ mấy là ăn lẩu. Hả? 2 giờ mấy ăn lẩu hay là 4 giờ mấy? 2 giờ mấy ăn. 2 giờ mấy ăn tới 4 giờ mấy xong là ăn lẩu. Người ta hẹn 4 3 giờ mà ăn tới. Đợi đi lên nó tới còn gần 3 giờ rồi. Nói dắt nào lấy đồ. Bao nhiêu tiền vậy chị? Mấy đứa này nó sắp mua khế đang cho mẹ nó ở lại mà có buộc mình dốt đâu ở đâu. Năm trăm sáu mươi lăm nghìn à, 300. Còn cái này nữa là 80 gặp con ở Tân Duyên con bận với em. Dưỡng tám đi không gà à. Dạ em gửi tiền à, nếu mà dì tám nghỉ nữa mất gì vậy hả? Qua đám rồi dưỡng tám. Dưỡng tám mới đi à, bữa không có xuống nhà mình đó. Từ qua ngày sau là dì dưỡng tám đi đó phải không? Có em nhỏ bữa xuống nhà mình mùng 5, mùng 6 gì, mùng 6 đây, rồi. Đây quầy đầu tiên, những món phải dưới 100 nghìn. Ở đây quầy đầu tiên là đã hết 365 nghìn. Gọi đi tiếp. Đi tiếp. Đâu quá, kêu mua dưới 100 nghìn. Dưới 100 nghìn, quầy đầu tiên là hết 365 nghìn rồi đó. Với những món dưới 100 nghìn. Ở bên đây là tới quầy ăn uống nè, mày thấy không? Ăn no được luôn á, có cơm nè, có bún nè. Không có ăn. Nói là có giới thiệu cho mẹ biết vậy đó. Đây là đủ thứ ha, cơm, bún, gà. Gì đó hả? Có gỏi cuốn đó nè. Cái này ăn tự chỗ luôn đó nha. Bánh xèo luôn. Bên đó có chỗ cho mình ngồi để ăn luôn. Muốn ăn gì là lấy đó ha. Mình muốn ăn gì qua tính tiền, cái mở ra ăn luôn. Tính này gọn quá ha, có lò hâm lại luôn. Cái này có 7.800 đồng nè, dưới 100 ngàn. Chiều 19 ngàn. Ồ 19 ngàn hả? Đây sao thấy có 8 ngàn mấy mà. Đây nè con, 19 ngàn nè. À 19 ngàn. 19.600 nè. À nó tính hai cái lại nè. Nem với bún. Ở bên đây có quầy món ăn nhẹ nè. Qua đây nè, nè. Qua đây nè. Đây có gà hấp, gà nướng thấy tiện không? Ở dưới mình mỗi lần phải mua một con gà về để làm, nhưng ở đây có sẵn hết luôn. Ở đây một đùi nào cũng có ăn được hết trơn nè. Dễ ăn. Mẹ Út thử không? Ăn này không? Ồ bên đây đùi gà bự bự không? Gà gán. Ê cũng như một phần này. Một phần này có 32 ngàn. Cái này cũng rất là dễ ăn được mà. Rất rẻ mà.
Với đùi này 32 ngàn. Tham quan hết quầy. Cái đùi này 43 ngàn. Đây là vô xuống đây mua sắm nè. Chỗ này rộng lắm. Chưa hết đâu, mình mới đi một xíu thôi á, còn quá trời luôn. Cảm ơn. Nè, vô siêu thị. Wow, ông đẹp quá. Quay qua, đẹp quá. Nè, Út có chậu chậu gì để trồng cũng được. Em có bông không? Tặng mẹ chậu bông. Ôi. Thiệt không á? Đẹp quá ha. Ờ, vô đây trái cây quá trời luôn nè. Qua đây mua trái cây nè. Mua trái cây gì dưới ăn. Ê, một túi này là có 179.000 à, 3 kg, 8 5 phi nè. Một bọc gì có 179.000. Nhưng mà trên cái này trên chăn rồi không mua được rồi. Mấy ký? 3 kg. Ờ, cái này túi này trên chăn rồi. Wow, trái cây Việt Nam là quá trời luôn. Xoài. Qua đây nè, bơm nè, mấy món ở dưới không có là bơm nè, táo nè. Cái này 55.000 ký nè. Cái này 55.000 ký nè. Ờ. Ở kia 49.000 ký à. Mày không ăn mua, mua vốn đi. Nè, Út mua mấy ký vậy ăn. Táo ngon quá nè. Để con lấy bọc. Nhìn màu đỏ ngon quá ha. Nè, lượng mấy trái đỏ đỏ này ngon lắm luôn. Vui quá ha, nó mới đổ ra luôn á. Rồi 2 kg được rồi. 2 kg là chưa tới 100.000 đó. 2 kg mà chưa tới 100.000 trong phạm vi cho phép. Rồi 2 kg. 2 kg nè. Mẹ ăn không? Lấy thêm bọc đi, lấy ký vậy cho cha. Để tủ lạnh khi nào ăn ăn. Cái bọc đâu? Bọc đó đó. Ngay chỗ chị đang đứng. Cái đó hơn 3 kg rồi. Ôi, 3 kg rồi về mình chiếc lại ký đi. Cũng được rồi, qua đây coi nhân nha. Nho về cha ăn nho ăn mẹ ăn này ngon. Ăn thử trái này không mẹ? Thôi giá đồ 155. Cái này cũng ngon á. Lấy đại đi. Lấy đại đi mẹ, lấy đại đi chứ giờ. Không biết nữa, không thấy bán. Nho đỏ chile giá đồ 155.000 một ký. Thêm một hộp này. Hộp này 77.000 cũng dưới 100.000. Rồi. Rồi, rồi đi chỗ khác đi. Có mua mặn cái gì ăn không? Có mua mặn cái gì nhà chế ăn không? Dạ không, mặn này nó bị mềm rồi. Mềm. Nó phải giòn nó mới ngon. Rau này rau gì? Với ngoài rau cải. Rau cải này là trồng thủy canh nè. Nè, còn cải tốt hơn, còn nguyên gốc luôn. Cái này thì còn nguyên gốc luôn hả trời. Ờ. Hay quá em. Nó có để in giá. Chắc cũng tầm 10 mấy ngàn cây á. 11.000 một cây út. Sao? 11.000. Tính ra cái này ăn cái gì cũng rẻ. Cái này làm dĩa rau là cũng ngon mà. Vừa túi tiền của mình nè.
Nè mà nó trồng 5 canh nè, nó đâu có hương đâu. Nó không hương luôn. Nó không có bị hương, không có bị dập. Cái này thì 17 ngàn một cây. Hả? Cái này 17 ngàn một túi. Còn cái này cũng 17 ngàn. Cái trái dưa leo á, nhìn giống trái mướp quá ha. Thấy không? Vô đây trái cây đồ lạ lạ, không dưới quê mình đâu có đâu. Ờ, tính ra của mình cũng dễ, dễ gao, mình đâu có nhiêu tiền đâu. À, lấy cái xe bự hơn đi, đổi xe đi. Ủa, vô quầy qua Cao Khải hả? Qua trái đây rồi đi, đi thẳng chổng đi. Tính ra là dễ ăn quá em. Cà chua sô-cô-la. Đó gì cũng lên. Cà chua á mẹ. Rồi gì đó hả trời. Nhưng mà cái loại này không ngon, có cái cà chua sữa nó ngon hơn. Cà chua sữa cái trái nó vàng vàng nhỏ nhỏ ngon hơn cái này. Để con đi kiếm. Cái này là sô-cô-la nên cái màu nó hơi tím tím. Qua đây trái cây nó quá trời trái cây luôn rồi. Rồi vô tới đây là tới quầy thủy hải sản, thịt cá trứng. Nè mẹ vô đây có gì mua mẹ? Tính ra rau quá tươi mà nó cũng ngon ha. Dạ. Nè đồ dưa mắm người ta làm sẵn. Ồ, cái gì cũng có hết chưa? Bà kia đó kìa. Nè vô trong đây là cái quầy mà người ta đó ớt nêm nếm rồi sẵn mình chỉ mang về nấu thôi á. Cái này dĩa đi. Nó về Út nấu được cái lẩu thái nè, nó có gia vị rồi sẵn luôn, bắt lên nấu thôi. 37 ngàn một nồi lẩu. Cái gì? 87 ngàn. 87 ngàn. Ờ 87 ngàn mà đâu, cái lẩu này 87 ngàn có vô sẵn sẵn cho mẹ luôn, về mẹ tự cái này về nấu. Mình ăn luôn rồi. Bên đây cá hồi cá ngừ. Mẹ mẹ qua đây mẹ. Tôm hùm nè, tôm Alaska nè. Một ký là 1 triệu 690. Không, giảm còn có 1.2 triệu à. Đâu, chỉ 1.2 triệu đâu. Con tôm này giúp cua này nè. Bữa hôm tôm hùm mình mua tôm này đó hả? Bữa mình mua con cua. Nè cái con bò ngưng nè, bữa nay nó có 99 ngàn con à, chục con là 990 ngàn. Thấy không, trong đây bán đồ đúng rẻ luôn á. Còn bữa hổm con mua đồ mà tính ra mắt ha, con cua con trong ấy. Trong đây nè, hải sản tươi sống không thấy không, cái gì cũng có luôn. Út ra đây ốc ghẹ rồi nè. Nó giảm 180 ngàn đó. Này cá hú nè. Cá hú đây hả? Tôm cỡ tầm 200 mấy hả? Tôm đó cỡ tầm 30 con ký á. Ở dưới chắc khoảng 200 ngàn. Thì so ra có cái rẻ có cái mắc. Như cái này nè, một lịch tuột nè 200 này cũng ăn được, đâu có mắc đâu. Mà bên đây nè, có con nào cũng sống hết trơn á. Muốn ăn cái gì là mua cái đó. Kìa, mấy con cá này tươi dữ luôn á nè. Nè mấy cá này tính ra rất ngon luôn. Mấy cá cá biển mà tính ra tươi nha. Nói rồi cái gì cũng ngon tươi, tươi trong. Rồi đi tiếp, đi tiếp. Rồi đi tiếp nha. Tham quan nha, nhưng mà ai muốn mua gì thì kêu dừng lại mua nha. Đây, sashimi, mẹ mẹ muốn thử ăn cá hồi sống không mẹ? Thôi mẹ không ăn đâu. Nè, cái thằng cá sống hả? Ôi, mẹ không ăn cá sống đâu. Cái đó là gâu con mực á mẹ, mạch tuột. Sống rồi về còn tính ăn hay gì bảo? Cái này là mẹ tháo hay là mẹ ăn được rồi, nó còn sống mà. Nó sống gì mà ăn ngon lắm. Thích thì mua đi ăn đi, mẹ đâu ăn đâu. Muốn cho mẹ thử thôi chứ con thôi, ăn mẹ không ăn hoài. Đi rồi đi tiếp, đi tiếp. Rồi, không ăn hả? Thôi bỏ qua quầy này. Mình có quyền lựa chọn nha, dưới 100 ngàn nha. Không lựa chọn là mất quyền đó. Mất đi không? Mất lượt đó. Mất lượt. Thôi chỉ mình đi nhìn cái này thôi. Rồi đi đi đẩy hướng này. Có giảm dầu này không? 365 ngàn là chai này tặng chai này. Mua chai tặng lít. Lít, cũng là 6 lít. 6 lít là 300 mấy.
ở dưới nó 6 mấy ngàn đó, một chai 6 mấy ngàn. 6-7 ngàn hả? 6-7 ngàn. Nó mấy 300 mấy thì cũng vô đó chứ nhiêu. Đây quầy gia vị của Asinomoto. Ê rẻ không mẹ, 27 ngàn nè, để mình mua về làm bánh phồng tôm. 27 ngàn con mấy trăm gram? 400 gram. 400 gram có loại 2, có loại 2 ký coi rẻ không? 2 ký dưới này nè. Ở dưới này 900 gram 68 ngàn. 968 ngàn. Ồ cũng như dưới à con ơi, mất công xách cho nặng. Rẻ. Ở dưới có 60 ngàn à, 900 gram. 65 ngàn. 65 ngàn. Thì dẫn đi coi cho biết, ở đây là quầy thịt, thịt đông nè, thịt thịt nhập khẩu á. Thịt để mình nhúng lẩu hoặc nướng nè, thịt bò đâu nè, ba chỉ. Heo nó cắt cũng đẹp đẹp nè. Cái này là mua về nhúng lẩu là ba chỉ này là thịt heo hả? Ba rọi heo, ba rọi bò đâu đủ thứ hết. Ở đây thịt tươi nè, thịt tươi nó bên này nè. Ba rọi đó là đông lạnh, hàng nhập khẩu. Lóc trăm mấy. Nè bên đây là bò tươi luôn nè. Bò Úc. Ngon ha, bò ngon ha. Nhìn tươi quá ha. Tươi mà mình đâu có đem gì dưới, mình đi đò đi bán mà. Chân vậy đó, cắt ra sẵn. Thấy ngon quá ha. Cắt công nhận đẹp mắt kiểu thôi ha. Ừ. Quá trời luôn, thịt cừu rồi nè, có đủ hết. Còn ở đây là quầy thịt của Việt Nam nè, bên đó là thịt nhập khẩu. Ôi qua bên đây cà phê đồ nhóc hết trơn. Thôi đi qua đi. Đi qua mua đồ sống nó không mua được, không có xách về xa được. Mua đồ tươi đi. Bên đây còn quá trời luôn. Giờ mẹ thích đi đường nào mẹ dẫn cho con đi chứ con hết đi đường dẫn mẹ đó. Đi đệ qua bỏ đi, bỏ đi. Qua đây nè. Đào hộp nè mẹ. Để làm trà đào. Rồi cái này là gì? Cái tục 70 ngàn một hộp. Cái này rẻ không sao? 62 ngàn của ống rẻ đâu mẹ. Cũng bận dữ rồi. Qua đây là quầy chén rồi nè, vật dụng gia đình. Đây khoai gì ba? Nồi này khoai cán ngon lắm nè. Nồi ba đó. Ba mấy ngàn cái hay gì hả? Chén nè. Chén hình như chén để đi chấm nước tương. Chén để cho gia vị á. Chén này nhưng mà được dùng trong quán nhiều hơn. Ăn rồi lấy mệt luôn rồi. Tôi có dao nào bén bén gì ba mua dao coi. Mua dao hoài mà thấy lục hoài, không có dao nào bén hết trơn. 100 ngàn. Coi dao 8 ngàn, 80 ngàn. Dao, dao hàng Nhật. Bữa cũng mua cái dao Nhật đó, về xài mấy bữa cũng lục rồi. Nghĩ gì vậy? Dao này không biết bén không mẹ? Thôi dao nó xài lục lắm con. Bữa mua 1 cây á. Bữa nay cũng đâu đâu chị mò mừng văn kia để như là bán dao sao. Qua đây còn nhiều quầy lắm. Qua qua kiếm mua cái giá về chấm phòng tôm. Đi đi tới đây tới quầy nào có giá rồi. Thì mua đại gặp mua đại vậy đi. Mẹ đi sao mẹ lạ coi để hút giờ đó. Đây đây này đi này đâu có mẹ với Út chỉ mới vô cái siêu thị này là chỉ mới nó nằm ở dưới tầng dưới thôi nha, chưa có đi tới đâu hết trơn á, là đó mấy tiếng đồng hồ luôn á. Này là cái đồ lau nhà cửa đồ á, thơm phòng rồi nè, túi thơm. Còn tầng trên nữa hả? Trời còn nhiều tầng lắm, ở trên bán quần áo, bán tùm lum hết trơn. Chị mới đi tầng dưới đó nha. Mới đi có tầng 1 chưa hết vậy á. Giá chắc bên này, ô bên này có nón bảo hiểm không? Anh Hải mua gì không anh Hải? Sao anh Hải đi theo buồn quá vậy?
tiền xong con ra. Dạ mua không mua, người ta cũng vô đây đâu tính tiền đâu sợ. Dạ em gửi chị 300. Đâu cần đi đâu, mà thối mà đi này sao phái vậy lắm. Bắt đi hoài luôn. Nè thấy thương cưng nha. Bởi còn ta đây ngoan. Bởi vì còn ta đi ra cái ta biết đủ. Nhưng bảo đâu thiếu gì đâu. Ta mua đồ dùng cho con ta đó đó. Chứ ta đâu có mua đồ bậy bạ đâu. Cái gì ta cần ta mua. Còn ngày khác ta cần ta mua cái khác. Dạ em cảm ơn chị. Đây vô đây thì mẹ lên chị Út chỉ mua được trái cây thôi. Nhân mà đi mua hoài cũng hết tiền. Ta cũng tiết kiệm á. Đói bụng không anh Hải? Anh Hải đói bụng không? Anh em đói bụng không? Chưa ha, một lát xỉu xỉu. Ăn nó chưa ăn á chị đó. Ăn nhắc lại nó chưa ăn đó. Còn mình ăn no rồi. Đi đi. Chưa. Đi lên chưa? Chị ơi, anh đang lấy bánh mì ăn đi, để đói. Đi quầy nào nữa? Lên trên này nè. Lên trên này nè. Vậy nãy đi từ bên kia qua được rồi. Chào bà Châu. Bữa mới đi học về nên là mới vô mua trà sữa cho bữa nước. Ngon không? Uống uống đi uống. Thằng uống uống này nữa không? Uống đi. Giúp chị mẹ chơi thôi. Nè uống đi. Không cái này trà vải nha mọi người. Ờ trà vải kìa, cho bà ngoại thử trà vải đi. Ừ. Anh thấy vải không ngoại? Nè uống trà sữa nè. Chạy ngang ở đây nè Hành. Cho bộ đồ để đi vô đây đó. Dạ. Đồ mới luôn á hả? Cái đồ đi học mà sao bạn? Đồ đó đi dặm dừng. Sao đâu, đi học về mệt không cơ? Không có gì đâu. Chừng nào mới nghỉ hè? Dạ cuối tháng 6 à. Vậy hả? Ông bà cô chú bữa giờ thấy Bảo xuất hiện trên video cái hỏi thăm sao không thấy Bụn, Bụn nó mất tiêu rồi. Vậy ba nghỉ chơi với Bụn hay gì rồi? Không thấy Bụn. Bụn mất tích rồi. Mất tích rồi, mất tiêu rồi. Ở bên đâu mới gặp ông bà cô chú nữa? Cuối tháng còn không biết à. Cuối tháng hả? Dạ. Rồi ai đưa con gì dướng? Đi tự dắt xe về tôi đi rồi. Này ai gướp? Ai gướp thì về thôi. Ai gướp? Ăn bánh đi, bánh đi, mọi người ăn bánh đi. Nè anh đang ăn đi. Anh Hải ăn đi anh Hải. Anh đang chấm heo hả? Ăn đi để chứ bộ ba hoàn cảnh là chết nữa. Mà mới nữa là tội nghiệp lắm. Ăn no đâu, ăn nổi đâu, đi vòng vòng chơi gì đó. Nói chuyện nó lại 4 giờ. 4 giờ. Quên lấy thuốc luôn, ở cạn với trà mơi luôn. Chậm này về chậm mũi cho vô nhà luôn. Lâu lâu mới đi lần mà nói ra đâu. Hồi chưa dắt đi ăn cái bắt đầu rồi. Dắt đi ăn xong mà lấy kết quả. Quên luôn, quên lấy kết quả. Tại vì bác sĩ hẹn 2 giờ mà ba 3 giờ. Mà 2 giờ Linh dắt mẹ với Út đi ăn, xong rồi ra ăn xong ra 4 giờ. Bác sĩ về hết à. Đâu có được thì được ở thì ngày mai nữa. Ở mấy tháng đi chơi cho nó đã. Cái mà đi ở 2-3 ngày cũng có vé xe, mà ở ngày cũng có vé xe ở 2-3 ngày. Nói ngoài nữa còn ngược hơn đó. Ở ngày mai luôn. Ờ, mai mốt mới về mà. Quên sao về nha em. Uống trà sữa đó sao con? Ăn sao về nha. Ăn đi học về đó bụng không? Sao con nói trước mà. Khát nước không có đói bụng hả? Ăn cái gì chịu ăn. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì hồi nãy giờ là Linh đã đưa mẹ với dì Út về buổi thì mới tới à, nên là không có đi được siêu thị Enmore. Bữa nay mẹ đi siêu thị thấy sao? Vui. Út thấy sao không? Bự không? Hồi đó giờ đâu có đâu. Đi mà chưa dám nữa đó. Phải dám chắc rồi. Bữa nay mới có đi có từng một à. Dạ bữa lên đi tiếp nha. Thì bây giờ
là Linh sẽ đi ra xe để đi về lại Cà Mau. Và cô chú các bạn thì cũng cảm ơn quý ông và cô chú các bạn theo dõi cái video tới đây nha. Hẹn gặp lại quý ông và cô chú ở những cái video tiếp theo.